Theo dự báo của Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, hai mặt hàng có thể tăng giá trong tháng 7 đó là xăng dầu và phân bón. Tại Hà Nội, nhiều chủ đầu tư bận dự án bất động sản đã tự ý chuyển đổi công năng một số tầng có chức năng văn phòng hoặc thương mại thành căn hộ để bán cho người dân. Dòng vốn ngoại có chảy vào Việt Nam, ô tô ngoại nhập có tăng giá. Phân tích từ hai dấu chấm hỏi sẽ là nội dung đáng chú ý của phần điểm báo chủ đề hôm nay. Tại Hy Lạp, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão khủng hoảng nợ. Đó là những thông tin chính trong bản tin Tài chính Kinh doanh sáng nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm báo nhanh với chị Diệu Trang. Cảm ơn biên tập viên Xuân Tín. Xin được bắt đầu bằng một vài tín hiệu tích cực mà tôi đã bắt gặp trên các báo ra sáng ngày hôm nay. Đó là một cái nhìn thẳng thắn của một tư lệnh ngành vào sự yếu kém của ngành mình. Đó là thông tin về lượng kiều hối đổ về khả quan trong 6 tháng đầu năm ở thành phố lớn nhất cả nước. Cụ thể thì số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho thấy lượng kiều hối chuyển về địa bàn 6 tháng đầu năm đã bằng 42% so với cả năm 2014, ước đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý là trong cơ cấu nguồn kiều hối, tỷ lệ vào bất động sản chiếm tới 21,8%. Và giới chuyên môn nhận định tỷ lệ này sẽ còn tăng lên theo đà ấm lên của thị trường bất động sản. Trong một cuộc hội nghị của ngành chăn nuôi ngày hôm qua thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhấn mạnh rằng chúng ta không thể băm bèo nấu cám cho lợn như mấy chục năm trước nữa, mò mẫm xa rời với các phương thức kỹ thuật sản xuất và quản trị mới, khiến cho Việt Nam có một ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi sản xuất chỉ đáp ứng nhu cầu 70%, mà sao chăn nuôi của ta lại kém, giá thức ăn chăn nuôi lại cao hơn Thái Lan đến 20-30%. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã cho rằng có nhóm độc quyền, có vài công ty đi đêm thao túng thị trường thức ăn chăn nuôi. Việt Nam của chúng ta đến nay đã giàu có chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa. Chúng ta đang cố gắng để đạt được điều đó. Thế nhưng một trong những điều đang hủy hoại sự cố gắng ấy lại đang hàng ngày hàng giờ diễn ra, đó là việc lãng phí tài nguyên. Các nguồn tài nguyên bị lãng phí theo nhiều cách và theo các mức độ khác nhau. Hôm nay thì tôi lại thấy một trường hợp khác trên báo Lao Động. Gần 100 mét khối gỗ quý, dạng mà có tên trong sách đỏ thế giới, đang bị bỏ quên, mục nát dần ở Đắk Lắk. Số là từ năm 2007 đến nay thì các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã thu giữ hơn 90 mét khối gỗ thủy tùng, gỗ nhóm 1A có tên trong sách đỏ thế giới từ các lâm tặc. Sau nhiều cuộc họp bàn thì tỉnh quyết định bán đấu giá, rồi không biết bán theo giá nào, tỉnh cầu cứu bộ nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thờ ơ suốt 6 năm qua, không có ý kiến gì, khiến cho gần 100 mét khối gỗ thủy tùng đang mục nát dần ở Đắk Lắk. Héo hon tìm trường mầm non là một cái tít chơi chữ khá là hay trên báo Lao Động sáng nay đã thu hút sự chú ý của tôi. Và đây là câu chuyện mà không phải nói là một nghịch lý đang hiện hữu của các công nhân tại các khu công nghiệp mà đang có con nhỏ. Vì không có hộ khẩu nên các trường mầm non công lập đóng cửa với con em những người công nhân này, vốn thường ở tỉnh xa tới, lại làm cho các khu công nghiệp. Thế còn thu nhập thấp của họ cũng lại là bước ngăn trở khiến họ không thể gửi con ở các trường tư thục, mà lựa chọn cuối cùng là thường cho con vào các nhóm giữ trẻ gia đình ở trong khu vực và không đảm bảo về chất lượng nuôi dưỡng hay giảng dạy. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý tại Hy Lạp liên quan tới việc giải quyết khủng hoảng nợ. Trong một diễn biến bất ngờ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dường như đã từ bỏ quan điểm cứng rắn và bắt đầu nói tới khả năng giảm nợ cho Hy Lạp. Trong số các chủ nợ của Hy Lạp, từ trước tới nay chỉ có Liên minh châu Âu tỏ ra mềm mỏng, còn lại Quỹ Tiền tệ Quốc tế và nước Đức kiên trì quan điểm đã vay thì phải trả. Nhưng đêm qua, bà Lagarde, Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF lại nhấn mạnh, bên cạnh việc cải cách thực chất, Hy Lạp cần tái cấu trúc nợ hay nói cách khác là xóa một phần nợ cho nước này. Món nợ 322 tỷ euro được cho là vượt quá sức chịu đựng của Hy Lạp. Chính phủ nước này yêu cầu xóa 30% số nợ và lùi thời hạn trả phần còn lại thêm 20 năm nữa. Đề xuất trên của Hy Lạp sẽ được các bộ trưởng tài chính nghiên cứu vào ngày mai trước khi đưa lên hội nghị thượng đỉnh bất thường diễn ra vào Chủ nhật này. Theo người phát ngôn của Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng Euro, Eurogroup thông báo, Hy Lạp đã đệ trình gói cải cách mới cho bộ ba chủ nợ quốc tế để nhận gói cứu trợ thứ ba mà nước này đề xuất trị giá 53,5 tỷ euro. Tuy nhiên, theo Reuters, hiện đề xuất này sẽ cần phải vượt qua cuộc bỏ phiếu của Quốc hội diễn ra trong ngày hôm nay. Liệu các bên có đi tới một thỏa hiệp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ? Nhưng sau hơn 10 ngân hàng đóng cửa thì hiện các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu đang chịu thiệt hại nặng nề nhất vào lúc này. Máy móc nằm im một chỗ. Đây là cảnh tượng mà các doanh nghiệp may mặc tại Hy Lạp đang gặp phải trong những ngày qua. Các dịch vụ ngân hàng ngừng hoạt động đến nay đã bước sang ngày thứ 12, khiến cho việc thanh toán tiền nhập khẩu nguyên liệu thô không thể diễn ra với các bên đối tác. Hơn ai hết, giờ các doanh nghiệp như đang ngồi trên đống lửa. Doanh nghiệp may của ông Pantelis hiện đang xuất các sản phẩm may mặc đi 25 quốc gia. Nhưng với tình cảnh này, thì chịu phạt vì không hoàn thành đúng hợp đồng là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp. Chúng tôi có 16 máy, thì giờ chỉ có 2 máy sản xuất cầm chừng dựa trên những lô hàng đã nhập trong kho. Tất cả chỉ vì ngân hàng đóng cửa. Trước các bên đối tác cho chịu hàng, nhưng giờ chẳng ai dám dù thân quen, vì biết đâu cuộc đàm phán nợ của chính phủ lại thất bại. Thế đấy. Còn tại chợ đầu mối xuất nhập khẩu rau quả lớn nhất ở thủ đô Athens, số lượng các giao dịch mua bán đã giảm tới 50%. Do đặc điểm mua bán chỉ nhận tiền mặt, không qua thanh toán ngân hàng, nên đây đang thực sự là bài toán đau đầu đối với các doanh nghiệp bản địa, nhất là khi tiền mặt đang khan hiếm. Chúng tôi cũng đã đề nghị các đầu mối nới lỏng quy định đã tồn tại bấy lâu, nhưng rất khó, vì bạn biết đấy, để sản xuất ra một trái lê là cả một hệ thống hay chuỗi cung ứng đi kèm từ giống, phân bón đến thu hoạch. Chưa biết gói cải cách đã được trình lên chủ nợ của Hy Lạp để đổi lấy gói cứu trợ thứ 3 có đáp ứng được các yêu cầu đặt ra hay không. Nhưng việc hệ thống ngân hàng tiếp tục đóng cửa trong vài ngày tới thì chắc chắn hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục trì trệ và khó khăn hơn tình cảnh hiện nay. Những biến động của Hy Lạp cũng ảnh hưởng tới giá của đồng euro. Giá đồng euro đã giảm khá mạnh trong các tháng đầu năm nay và gần đây lại tiếp tục giảm thêm. Biến động của đồng tiền này đã tác động mạnh đến xu hướng tiêu dùng cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam đã có những ảnh hưởng cụ thể như thế nào? Ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin tài chính kinh doanh. Thời điểm này năm ngoái, 1 euro bán ra khoảng 29.000 đồng và hiện chỉ còn 24.200 đồng. Một doanh nghiệp xuất khẩu sang EU nhận thanh toán bằng euro thì mỗi euro mang về Việt Nam giờ đổi được 24.200 đồng thay vì đổi được 29.000 đồng như năm ngoái. Hay 1 euro giờ chỉ mua được 8 lạng vải thiều thay vì 1 kg như năm ngoái. Không chỉ giảm về doanh thu tính ra đồng Việt Nam, cái khó của doanh nghiệp xuất khẩu còn đến từ nhu cầu thị trường châu Âu suy giảm, bạn hàng EU yêu cầu hạ giá bán. Giá thì phải giảm mà cước phí tàu biển lại tăng cao, nên các doanh nghiệp xuất khẩu này buộc phải tạm thời rút khỏi thị trường EU. Kho hàng này còn gần 300 container, giờ chỉ còn trông vào duy nhất thị trường Nga nên không biết từ giờ đến cuối năm có bán được hết hay không. Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của ngành dệt may, nên khi euro mất giá, ngay lập tức nhiều doanh nghiệp dệt may ít nhiều đều bị tác động. Với cái ảnh hưởng của Hy Lạp là dễ dàng làm cho euro yếu hơn, và như vậy thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến việc tiêu thụ cái hàng dệt may. Vì thế là bị giảm cái xuất khẩu, hoặc là nói là cách khác là tức là cái tăng trưởng tương đối so với năm trước thì nó sẽ không cao bằng như năm trước. Thực tế trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng xuất khẩu dệt may sang EU chỉ hơn 8%, chưa đầy 1/3 tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái. Lo ngại xuất vào EU còn tiếp tục khó khăn vào cuối năm, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đang tính mở rộng thêm các thị trường thay thế. Mình sẽ phải có cái cảnh báo với doanh nghiệp mình trong vấn đề tìm kiếm các cái thị trường khác để bù lại. Đặc biệt là hiện nay mình đã ký được cái FTA giữa Việt Nam với cái Liên minh Kinh tế Á-Âu. Rồi mình cũng có thêm được bên cạnh với lại cái FTA ASEAN với Hàn Quốc thì bây giờ mình có thêm cái FTA Việt Nam với Hàn Quốc chẳng hạn thế. Thì chúng ta cố gắng để mà tranh thủ những cái thị trường mới này để chúng ta tăng trưởng thêm và bù lại với những cái mà chúng ta sẽ mất ở một số cái thị trường mà như cái phân tích. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cũng nhận định dù thủy sản không phải là hàng giá trị cao nhưng việc đồng euro mất giá vẫn làm giảm một phần sức mua của người tiêu dùng EU. Vì thế, thủy sản cũng không tránh khỏi ảnh hưởng như các ngành hàng xuất khẩu khác. Chuyển sang các tin tức khác, theo dự báo của Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, hai mặt hàng sẽ có thể tăng giá trong tháng 7, đó là xăng dầu và phân bón. Do trong ngắn hạn, giá xăng dầu thành phẩm thế giới vẫn diễn biến phức tạp nên dự báo trong tháng 7, giá mặt hàng này có thể vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Với phân bón, giá có thể tăng do nhu cầu phân bón tăng phục vụ các vụ thu đông, đông xuân và chịu ảnh hưởng theo xu hướng tăng của giá phân bón thế giới. Ngoài ra, Cục Quản lý Giá cũng dự báo giá của nhiều mặt hàng thiết yếu khác sẽ không có nhiều biến động,
chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng thấp hơn tháng trước. Gần 2.000 tỷ đồng, đó là con số nợ tiền sử dụng đất của 28 doanh nghiệp bất động sản vừa được Cục Thuế Hà Nội công bố. Trong đó đã có đến 25 trường hợp trước đây đã được gia hạn tới 24 tháng nhưng vẫn chây ì không nộp. Trước tình trạng này, ngành thuế Hà Nội đang đưa ra nhiều giải pháp mạnh tay hơn để thu hồi tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, để thực hiện những giải pháp này cũng đang gặp nhiều khó khăn. Theo đó, người sử dụng mô tô xe máy do trong ngắn hạn thì hai biện pháp mà Cục Thuế Hà Nội đang áp dụng là trích tiền trực tiếp tài khoản của doanh nghiệp ở ngân hàng để thu hồi số tiền nợ sử dụng đất và vô hiệu hóa đơn các trường hợp chây ì thuế. Tuy nhiên, hầu hết các tài khoản của các doanh nghiệp nói trên đều không còn tiền. Hơn nữa, các giao dịch mua bán của chủ đầu tư hầu hết vẫn sử dụng tiền mặt. Các hóa đơn chứng từ giao dịch đã được xuất trước đó, nên hiệu quả của các biện pháp trên là không cao. Hiện Cục Thuế Hà Nội đang tiếp tục rà soát các doanh nghiệp bất động sản chậm nộp tiền sử dụng đất. Một khía cạnh khác của thị trường bất động sản đó là tại Hà Nội, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản đã tự ý chuyển đổi công năng một số tầng có chức năng văn phòng, kỹ thuật hoặc thương mại thành các căn hộ để bán cho người dân. Chủ đầu tư thu lợi nhuận lớn từ việc chuyển đổi này, thế nhưng trên thực tế rủi ro lại được đẩy về phía người mua nhà vì các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hết sức khó khăn. Tại tòa chung cư này, tầng 12A lẽ ra phải là tầng kỹ thuật, dành để bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. Thế nhưng, chủ đầu tư đã phù phép thành 14 căn hộ để bán. Gia đình bà Hà đã mua căn hộ này và đến ở đây từ 2 năm trước. Dù biết rõ đây là tầng chủ đầu tư chuyển đổi công năng, không có trong thiết kế, nhưng bà vẫn chấp nhận mua do tin vào lời hứa của chủ đầu tư. Cũng biết là đây là tầng kỹ thuật, người ta cải tạo về người ta bán. Thế nhưng mà ra bên chủ đầu tư cứ bảo rằng là sau 5 tháng thì sẽ có sổ đỏ, mà đợi cho đến bây giờ vẫn chưa thấy gì cả. Chị Vân cũng sinh sống tại tầng 12A cho biết, để tạo sự tin tưởng, chủ đầu tư còn cho phép người mua giữ lại 1 triệu đồng một mét vuông và chỉ phải nộp khi họ có sổ đỏ. Ví dụ như căn hộ của chị 72 mét vuông thì chị được giữ lại 72 triệu đồng trên tổng số tiền giá trị hợp đồng để đợi đến khi có sổ. Chủ đầu tư hứa với tôi rằng là mua sẽ có trách nhiệm làm sổ đỏ cho các hộ dân ở cái tầng này. Và tôi vào ở được 2 năm rồi thì chưa thấy cái động tĩnh gì hết. Ngoài tầng 12A, tại dự án này còn có 2 tầng căn hộ khác bị chuyển công năng từ căn hộ thông tầng penthouse thành các căn hộ nhỏ. Chủ đầu tư thừa nhận việc bán căn hộ chuyển công năng cho người dân là phạm luật. Hiện tại, chủ đầu tư mới đang xin phép các cơ quan chức năng để hợp thức hóa những căn hộ này, sau đó mới tiến hành làm sổ đỏ. Chủ đầu tư có tự ý chuyển đổi công năng và cũng có báo cáo lên thành phố và các sở ngành liên quan đề xuất xin được nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung vào ngân sách nhà nước. Đấy, thì hiện nay tất cả mọi quá trình đấy đều đang được sở xây dựng rà soát. Người dân đã vào ở đến 2 năm, vậy mà đến thời điểm này chủ đầu tư mới bắt đầu xin phép chuyển đổi công năng, việc mà đáng lẽ ra họ phải làm trước khi ký hợp đồng mua bán nhà cho người dân. Cách làm tiền trảm hậu tấu này của chủ đầu tư không chỉ làm cho những người mua căn hộ chuyển đổi công năng lao đao, mà ngay cả những hộ dân mua các căn hộ đúng quy hoạch cũng đang bị ảnh hưởng. Được biết, toàn bộ 230 căn hộ ở đây đều chưa được cấp sổ đỏ, do chủ đầu tư chưa giải quyết xong các sai phạm về xây dựng trước cơ quan chức năng. Những trường hợp người dân mua phải căn hộ bị chuyển đổi công năng liệu có được cấp sổ đỏ? Họ phải đợi thêm bao lâu nữa để có câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về ý kiến của các cơ quan chức năng trong các bản tin sau. Khăn giấy ướt giá rẻ chứa chất cấm có nguy cơ gây ung thư. Bạn đã biết chưa? Đã bao giờ bạn quan tâm đến chiếc khăn ướt mình đang sử dụng được sản xuất như thế nào? Hãy cùng phóng viên chúng tôi thâm nhập vào một cơ sở sản xuất khăn giấy ướt giá rẻ. Bản tin chống buôn lậu, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng 21:50 thứ 6 ngày 10 tháng 7 trên VTV1. Hôm nay phần điểm báo chủ đề của tôi sẽ có hai dấu chấm hỏi. Hai dấu chấm hỏi rất to tôi bắt gặp trên mặt báo sáng ngày hôm nay và tôi tin các khán giả của bản tin tài chính kinh doanh mấy ngày gần đây đều sẽ quan tâm đến những dấu chấm hỏi này. Dấu chấm hỏi thứ nhất, rất thời sự, vốn ngoại có chảy vào Việt Nam?
Dấu hỏi chấm này ngay lập tức đã xuất hiện và xôn xao trong giới đầu tư hai hôm nay sau khi có thông tin về thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc, bốc hơi hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ. Người ta bắt đầu nháo nhác kỳ vọng rằng dòng tiền khổng lồ đó phải được đổ đi đâu ngay sau khi mà nó rút ra khỏi thị trường Trung Quốc. Nhưng câu trả lời đã có ngay ở khúc dạo đầu của bài báo này. Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng vốn ngoại chảy vào Việt Nam là rất thấp. Ngoài lý do quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhỏ thì các chính sách như tăng tỷ lệ sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài, chính sách cho phép giao dịch trong ngày thay vì 3 ngày như trước, hay chính sách bán trước mua sau vẫn chưa đi vào cuộc sống cũng khiến cho thị trường chứng khoán của Việt Nam chưa thật sự hấp dẫn, cơ hội hút vốn ngoại thì chưa thành hiện thực. Vâng, thưa chị Diệu Giang, chẳng lẽ chúng ta không có chút cơ hội nào trong việc này? Vâng, dù là không kỳ vọng với cái dòng vốn ngoại từ Trung Quốc đổ sang, thế nhưng mà nhiều chuyên gia thì cho rằng là cái việc nới room cho các nhà đầu tư ngoại thì chắc chắn sẽ tác động rất là tích cực, không chỉ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn đối với nền kinh tế nói chung nữa khi mà cái chính sách này nó đi vào cuộc sống. Thế và còn về dấu chấm hỏi thứ hai thì tôi cũng muốn xin được nói ngay rằng có lẽ đó là một cái nỗi băn khoăn không chỉ của những người đang quan tâm đến thị trường nói chung và đặc biệt là những người mà đang có nhu cầu mua ô tô. Một dấu chấm hỏi trên trang 6 của Thời báo Doanh nhân, ô tô nhập khẩu sắp tăng giá mạnh. Bài phân tích với lượng thông tin khá dày dặn này ra đời trong bối cảnh Bộ Tài chính cho rằng việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô sẽ khiến giá ô tô nhập khẩu có thể tăng thêm ít nhất là 10%. Như vậy là có lẽ là kế hoạch nâng cấp và phương tiện di chuyển cho dành tôi có lẽ phải lùi lại rồi. Thông tin này có vẻ như là không mấy tích cực. Tôi thì lại nghĩ rằng là nếu mà giá ô tô nhập khẩu có tăng lên một chút thì rõ ràng là những người như anh Tín mà đang có cái nhu cầu nâng cấp phương tiện cho gia đình ấy, sẽ phải tính toán một chút. Thế tuy nhiên thì tôi chú ý đến cái bài báo này và đọc nó khá là kỹ, bởi vì những cái phân tích ở đây ấy, lại cho tôi thấy một cái điểm tương đồng tích cực với cái bài báo về vốn ngoại như trên báo Tuổi Trẻ. Có nghĩa là bên cạnh cái nguy cơ này thì lại có những yếu tố rất là tích cực đã được mở ra. Và trong cái bài báo này thì có một con số ở đây, bài báo đã dùng nguyên từ là một cái con số giật mình được cung cấp. Cụ thể là lượng ô tô nguyên chiếc nhập về trong 5 tháng đầu năm ước tính đạt 45.000 chiếc, trị giá hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 125% về lượng và 185,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mà giới phân tích còn dự báo là kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc năm nay có khả năng tăng gấp đôi so với mức kỷ lục mà năm ngoái đã lập nên. Và anh thì nhìn thấy điều gì ở những cái con số này? Tôi thì tôi thấy rằng là vốn là một người lạc quan thì tôi nhìn thấy rằng là nó đang thực sự thể hiện về một cái thị trường có tiềm năng, một cái sức tiêu thụ rất lớn và rõ ràng là một cái sự hấp thụ thực sự, cho thấy một cái nội lực từ trong nội địa. Và như vậy là luôn tồn tại nhiều khả năng khác nhau xảy ra đối với cùng một sự kiện, một vấn đề. Vốn ngoại thì có thể chưa về, nhưng mà thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn tiềm ẩn sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bởi các chính sách mới đã được cải thiện. Còn ô tô nhập khẩu thì có thể tăng giá. Thế nhưng mà khả năng hấp thụ của thị trường lại cho chúng ta thấy một tiềm năng rất lớn của thị trường nội địa, một sức thu hút chính trong thị trường và là nội lực thực sự của thị trường trong nước. Vâng, xin cảm ơn chị Diệu Trang với những phân tích rất tích cực vừa rồi. Thưa quý vị, và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin Tài chính Kinh doanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày làm việc thực sự hiệu quả.